Vâng, một rừng cờ đỏ đang xuất hiện ở thao trường Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 4. Những cổ động viên của đội tuyển Việt Nam đang cổ vũ rất nhiệt tình cho các tuyển thủ của đội tuyển chúng ta. Lúc này chúng ta chờ pháo hiệu. Pháo hiệu đã bắt đầu. Hai đội thi đã bước vào chặng thi tuyến thi đầu tiên. Tuyến thi đầu tiên của phần thi đấu về đích này mang tên hao nước. Nhiệm vụ của tuyển thủ là phải nhanh chóng vượt qua chướng ngại vật hao nước bằng cách đu qua thiết bị dây đã được căng qua bề mặt nước cùng với những trang thiết bị cũng được đưa qua bằng hình thức tương tự. Từng tuyển thủ của hai đội thi đấu đang tiếp cận tới tuyến thi đấu và đang từng người vượt qua hào nước. Có thể thấy không khí khẩn trương cơ động của cả hai đội tuyển ngay từ những tuyến thi đấu đầu tiên. Chúng tôi lưu ý với các tuyển thủ khi vượt qua hào nước thì không quá một tuyển thủ trên dây cũng như một thiết bị trên dây. Không khí rất khẩn trương. Những thao tác vô cùng thuần thục của tuyển thủ mỗi đội, không hề có một lỗi. Theo như chúng tôi quan sát thì đội tuyển Việt Nam đã đưa tất cả các thiết bị sang bên phía bên kia của hào nước. Và đây là tuyển thủ. Đây là tuyển thủ cuối cùng của đội tuyển Việt Nam đã vượt qua hào nước rồi. Sau khi chuyển tất cả các thiết bị treo sẽ được tháo dỡ và mang theo đội theo quy chế của cuộc thi. Ngày hôm nay các tuyển thủ của đội tuyển Việt Nam 1 thi đấu trong không khí của ngày quốc khánh của dân tộc. Và với sự cổ vũ rất nhiệt tình, một rừng cờ hoa, một rừng cờ đỏ sao vàng đang xuất hiện ở Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 4. Tin tưởng rằng các tuyển thủ của chúng ta sẽ được tiếp thêm rất nhiều năng lượng, tiếp thêm rất nhiều niềm tin và quyết tâm thi đấu. Như vậy là đội tuyển Việt Nam đang vươn lên dẫn trước so với đội tuyển Nga một chút rồi. Những tuyển thủ đầu tiên của tuyển Việt Nam đã tiếp cận và vượt qua chướng ngại vật tường lưới. Lúc này thì các tuyển thủ của đội tuyển Nga mới bắt đầu tiếp cận đến chướng ngại vật tường lưới. Họ đã bị chậm hơn chúng ta một chút xíu. Đội tuyển Việt Nam 1 thi đấu ở giải đấu số 1 và đội tuyển Nga thi đấu ở giải đấu số 2. Không khí khẩn trương được hiện rõ trên từng khuôn mặt của các tuyển thủ của đội tuyển Việt Nam. Vâng, sự cổ vũ rất nồng nhiệt của những khán giả đang có mặt trên thao trường Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 4. Chướng ngại vật tường lưới này là một trong những chướng ngại vật mới xuất hiện lần đầu tiên tại kỳ Army Games 2021 này. Mà trong hai kỳ Army Games ở nội dung thi một tai nạn trước đó không hề có, chắc chắn sẽ gây nên những khó khăn không nhỏ cho tuyển thủ của mỗi đội thi. Để quý khán giả và các đồng chí tiện theo dõi, chúng tôi thông tin thành phần đội tuyển Việt Nam 1, đội trưởng thiếu tá Lưu Công Quyết. Các tuyển thủ tham gia thi đấu: Trung úy Trần Lê Duy, thiếu úy Trần quân nhân chuyên nghiệp Vũ Văn Thắng, Trung úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Văn Mạnh, Trung úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Tư Duy, Trung úy quân nhân chuyên nghiệp Đỗ Văn Vũ. Và như vậy là đội tuyển Việt Nam đã tiến đến tuyến thi đấu tiếp theo mang tên lối đi bị chặn. Rất nhanh chóng thì các bạn tuyển thủ đã vào thực hiện nhiệm vụ, tiến hành sử dụng cưa máy để cưa qua kết cấu gỗ theo một chu tuyến đã được định sẵn. Những đường cưa rất thanh thoát. Ở phía bên giải đấu số 2, các tuyển thủ của đội tuyển Liên bang Nga cũng đã vượt qua tường lưới và bắt đầu tiếp cận với tường gỗ. Sau khi đã cưa xong kết cấu gỗ tạo lối đi thì nhiệm vụ của các tuyển thủ là phải đưa các trang thiết bị về trạng thái bắt đầu. Và ở đây là thiết bị cưa gỗ, bằng cách là tắt máy và cho chúng vào túi bảo vệ. Sau đó sẽ về với tuyến cùng với trang thiết bị và bỏ lại thiết bị cưa gỗ tại đây, tiến hành cơ động sang tuyến thi đấu tiếp theo. Vậy là đội tuyển Việt Nam đã tạo được lối đi qua cánh cửa bị chặn. Rất tuyệt vời. Hoan hô đội tuyển Việt Nam. Cố lên các anh. Tại tuyến thi đấu này thì đội tuyển Việt Nam cần phải mang mặt nạ phòng hóa trước khi vượt qua giải 19 chướng ngại vật. Như vậy là các tuyển thủ của đội tuyển Việt Nam đã tiến đến tiếp cận
tuyến thi đấu giải chướng ngại vật đặc biệt, và đây là chướng ngại vật hàng rào gỗ. Các anh phải vượt qua tuyến chướng ngại vật này bằng cách nhảy qua mép trên của hàng rào, và các trang thiết bị cũng được đưa qua. Đội tuyển Liên bang Nga lúc này cũng đã vượt qua cửa gỗ và tiến đến tuyến thi tiếp theo. Các tuyển thủ của đội tuyển Liên bang Nga đang tiến hành đeo mặt nạ phòng độc. Việc phải cơ động vượt qua giải chướng ngại vật đặc biệt này trong điều kiện mô phỏng có khói và khí độc thì cũng gây lên rất nhiều khó khăn cho tuyển thủ của mỗi đội. Mỗi tuyển thủ của mỗi đội phải rất cơ động nhanh chóng nhưng phải đảm bảo được yếu tố an toàn trong khi thi đấu. Chắc chắn những làn khói này sẽ giảm tầm nhìn của các tuyển thủ thi đấu của cả hai đội. Như theo tôi quan sát thì các tuyển thủ của đội tuyển Việt Nam đã nhanh chóng tiến đến chướng ngại vật tòa nhà bị phá hủy. Tại đây thì các anh phải làm nhiệm vụ sử dụng cưa để cưa thanh kim loại đang chặn lối cửa để tạo lối đi. Rất nhanh chóng thì cửa sổ bên phía dưới đã được tạo lối đi, còn chỉ còn cửa sổ bên trên thôi. Lúc này thì một tuyển thủ của đội tuyển Việt Nam đã đi lên thang kim loại và tiến hành cưa thanh kim loại tạo lối đi ở cửa sổ ở trên phía tầng 2 của tòa nhà bị phá hủy. Động tác cưa mượt mà, nhanh chóng. Vâng, như vậy là các tuyển thủ của đội tuyển Việt Nam đã vượt qua chướng ngại vật tòa nhà bị phá hủy, đang tiếp cận đến chướng ngại vật nối vòng. Lúc này thì các tuyển thủ phải tự tháo mặt nạ phòng hóa cá nhân và đặt chúng vào trạng thái hành tiến. Trên khán đài của chúng ta vừa rồi là Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Và chúng tôi cũng thấy sự hiện diện của Ngài Chuẩn Đô Đốc Subotin Andrei Nikolaevich, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục 12 Bộ Quốc phòng Liên bang Nga. Những người đang trực tiếp theo dõi và động viên tinh thần cho các tuyển thủ của cả hai đội thi đấu. Lúc này thì các tuyển thủ của đội tuyển Việt Nam đã tiến đến chướng ngại vật Mekong. Rõ ràng trận thi đấu này nhận được sự quan tâm rất lớn của các lãnh đạo Bộ Quốc phòng hai nước Việt Nam, Liên bang Nga. Đây là cũng như cán bộ chiến sĩ toàn quân và khán giả truyền hình đang theo dõi trận đấu này qua sóng của truyền hình Quốc phòng Việt Nam. Rất nhanh chóng, các tuyển thủ đầu tiên của đội tuyển Việt Nam đang tiếp cận đến chướng ngại vật khó khăn nhất, chướng ngại vật cuối cùng mang tên tường leo núi. Lúc này thì những tuyển thủ đầu tiên của đội tuyển Nga với tiến đến chướng ngại vật Mekong. Có thể thấy họ đang có một tinh thần thi đấu rất quyết tâm và bám theo chúng ta rất sát. Đây là chướng ngại vật cầu treo. Các thao tác của các tuyển thủ đội tuyển Việt Nam rất mượt mà, thuần thục, không hề có lỗi. Vừa rồi chúng ta cũng đã quan sát thấy ở trên bề mặt cầu treo vẫn còn ướt, và một tuyển thủ Việt Nam đã quay lại để giữ thăng bằng cho cầu treo để cho các đồng đội của mình vượt qua. Điều đó cho thấy tinh thần đoàn kết giữa các tuyển thủ của đội tuyển Việt Nam trong mùa giải năm 2021 là rất là cao. Không khí thi đấu trên thao trường lúc này là đang rất hấp dẫn và kịch tính. Về tốc độ thi đấu của hai đội không cách nhau không nhiều. Các tuyển thủ của chúng ta đang trườn qua lưới thép gai trên cọc thấp. Đây là chướng ngại vật bức tường gỗ. Các tuyển thủ tuyển Việt Nam sẽ phải vượt qua chướng ngại vật bằng cách nhảy qua mép trên của bức tường. Những khán giả đang tạo ra một không khí rất sôi động và náo nhiệt trên thao trường. Và chắc chắn rồi điều này sẽ tạo ra động lực rất lớn cho cả hai đội tuyển đang thi đấu ngày hôm nay. Như tôi quan sát là thang kim loại đã được các tuyển thủ đội tuyển Việt Nam chuẩn bị xong và đưa qua phía bên kia của bức tường để thực hiện nhiệm vụ đưa các tuyển thủ của chúng ta vượt qua sàn thang 2 của bức tường. Rất nhanh nhẹn nhưng cũng rất cẩn trọng các thao tác của tuyển thủ đội tuyển Việt Nam. Bây giờ thì thang của đội tuyển Nga mới được đưa lên vị trí phía trên. Tại chướng ngại vật này thì tuyển thủ của đội tuyển Việt Nam sẽ phải cơ động vượt qua phía bên kia bức tường qua sàn tầng 2, cũng như vận chuyển các trang thiết bị qua nhờ thiết bị dây cũng như sự hỗ trợ của người bảo hiểm.
Tiếp sau đó thì một tuyển thủ phải làm nhiệm vụ bắn pháo tín hiệu. Và nhiệm vụ cuối cùng là tiến hành sơ cứu cũng như giải cứu người bị nạn đang bị kẹt trên tầng 2 của tòa nhà đến khu vực an toàn. Gần 10 phút của trận thi đấu đã trôi qua và lúc này cả hai đội tuyển Việt Nam 1 và Liên bang Nga đều đang ở chướng ngại vật. Vâng, sự cổ vũ rất nhiệt tình của các khán giả, của các cổ động viên đội tuyển Việt Nam. Có thể thấy việc bố trí hai giải vật cản là song song ngay cạnh nhau thì sẽ tạo lên một áp lực tâm lý không nhỏ cho cả hai đội thi. Chính điều này cũng đòi hỏi bản lĩnh và tâm lý thi đấu hết sức vững vàng của các tuyển thủ của cả hai đội. Chúng ta có thể thấy sự chênh lệch về mặt tốc độ là không nhiều. Các tuyển thủ đội tuyển Việt Nam đang cơ động leo lên trên tầng 2. Xin thông tin thêm đến quý khán giả và các đồng chí, theo quy chế của cuộc thi thì phía trên sàn tầng 2 của bức tường leo núi này sẽ không được có quá 3 tuyển thủ. Phía trên sàn tầng 2 của bức tường thì chúng ta có thể quan sát thấy kíp 2 tuyển thủ đang thực hiện các thao tác triển khai với cáng cứu thương cũng như tiến hành sơ cứu cho người bị nạn đang bị mắc kẹt trên tầng 2 của tòa nhà. Với những gì đã diễn ra trong những phút vừa qua của trận thi đấu thì rõ ràng đây là trận đấu có tính cạnh tranh cao nhất và sôi động nhất, kịch tính nhất của môn thi vùng tai nạn. Vừa rồi là hình ảnh tuyển thủ cuối cùng của đội tuyển Việt Nam đã cơ động lên tầng 4 của bức tường leo núi tiến hành bắn pháo tín hiệu. Sau đó là một cú nhảy rất đẹp, anh đã cơ động xuống sàn tầng 2 của tòa nhà và nhanh chóng vượt qua phía bên kia của bức tường. Bây giờ là giai đoạn quan trọng nhất, cứu người bị thương và đưa người bị thương xuống dưới tầng 1. Không khí rất khẩn trương. Có thể thấy các tuyển thủ của đội tuyển Liên bang Nga đang bám rất sát ngay phía sau của đội tuyển Việt Nam. Động tác của họ đang vô cùng thuần thục. Đây là tuyển thủ cuối cùng đội tuyển Nga. Anh đang leo lên tầng 4 của tòa nhà tiến hành bắn pháo hiệu, những động tác rất nhanh chóng. Với một cú nhảy rất đẹp mắt, anh đã cơ động xuống sàn tầng 2 và vượt qua phía bên kia của bức tường. Như vậy là đội tuyển Việt Nam đã sơ cứu và cũng như vận chuyển được người bị nạn xuống khu vực an toàn. Thành công rồi. Đây đang là tiếp tục những bước sơ cứu tiếp theo đối với người bị nạn. Như vậy là đã hoàn thành xong. Kíp 4 tuyển thủ đang đưa người bị nạn đến khu vực hành lang quy định trên cáng cứu thương. Các tuyển thủ của đội tuyển Nga cũng đã đưa được người bị nạn xuống khu vực tầng 1 và đang tiến hành sơ cứu cho người bị nạn. Như vậy họ cũng đã đưa được người bị nạn đến khu vực hành lang quy định rồi. Hai đội tuyển đang bám sát nhau từng mét một, từng giây một. Rất hồi hộp. Như vậy là các tuyển thủ của đội tuyển Việt Nam đã bước vào tuyến thi mang mặc bộ phòng hóa cá nhân. Tại tuyến thi đấu này thì đòi hỏi các tuyển thủ phải rất cẩn thận và tỉ mỉ, mang mặc bộ phòng hóa cá nhân theo đúng trình tự quy định của cuộc thi và phải đảm bảo không để hở bất kỳ một bộ phận nào trên cơ thể. Việc để hở bất kỳ một bộ phận nào trên cơ thể sau khi đã mang mặc xong sẽ được tính là một lỗi vi phạm và sẽ bị phạt theo quy chế của cuộc thi. Như chúng tôi quan sát thì các tuyển thủ của đội tuyển Nga cũng đã bước vào thực hiện bài mang mặc bộ bảo hộ phòng hóa cá nhân. Tất cả các thao tác trong quá trình mang mặc bộ đồ phòng hóa cá nhân của các tuyển thủ hai đội sẽ diễn ra dưới sự kiểm tra và giám sát hết sức chặt chẽ của các trọng tài thực địa. Đây là những thao tác cuối cùng trong việc mang mặc bộ phòng hóa cá nhân. Sau khi tuyển thủ cuối cùng của mỗi đội đã
hoàn thành xong các thao tác với mang mặc bộ phòng hóa cá nhân thì người đội trưởng sẽ ra tín hiệu cho tổng tài thực địa để tiến hành kiểm tra độ chính xác cũng như tin cậy đối với trình tự cũng như chất lượng mang mặc thực hiện bài thi của mỗi đội tuyển. Các tuyển thủ của đội tuyển Việt Nam đang kiểm tra cho nhau và đang chờ tín hiệu sẵn sàng từ phía đội trưởng. Những đồng chí thực hiện xong trước đang là giúp những đồng chí thực hiện xong sau, thể hiện một tinh thần đoàn kết. Vâng, chúng ta vừa thấy cờ trắng của trọng tài thực địa được phất lên. Như vậy là các tuyển thủ của đội tuyển Việt Nam 1 lần lượt được xác nhận là đã mang mặc bộ đồ phòng hóa một cách chính xác và bảo đảm an toàn. Phía bên kia thì đội tuyển Nga cũng đang ở trong thời gian dừng pit stop để kiểm tra độ chính xác trong việc mang mặc bộ phòng hóa cá nhân. Công việc tiếp theo của các tuyển thủ đó là phải tiến hành mang thiết bị cưa đến khu vực lối đi bị khóa, tiến hành cưa thanh kim loại để tạo lối đi cho toàn đội. Quan sát các thao tác mang mặc bộ đồ phòng hóa cá nhân của các tuyển thủ cả hai đội, chúng ta dễ dàng nhận thấy họ là những người rất dày dạn kinh nghiệm thi đấu. Như vậy là đã có tín hiệu cờ đỏ bên phía đội Nga. Có lẽ là tình huống để hở trên cơ thể khi mang mặc bộ phòng hóa cá nhân. Như chúng tôi quan sát, tiếp hai tuyển thủ của đội tuyển Việt Nam đã nhanh chóng cơ động đến tuyến thi đấu tiếp theo. Các đồng chí đang thực hiện thao tác cưa thanh kim loại đang chặn ngang cửa bị khóa. Như vậy cửa đã được mở. Bây giờ tuyển thủ đã đưa thiết bị cưa về trạng thái bắt đầu. Rất nhanh chóng thì các tuyển thủ của đội tuyển Việt Nam đã cơ động qua lối đi vừa được mở. Tại đây thì các anh phải cởi bỏ trang phục bộ phòng hóa cá nhân và để lại chúng vào trong túi phòng hóa ở trạng thái hành tiến và tiến hành đến những nhiệm vụ tiếp theo. Kíp hai tuyển thủ của đội tuyển Nga vẫn đang thực hiện những thao tác với cưa sắt để tạo lối đi qua cánh cửa bị khóa. Như chúng ta có thể nghe được thấy những tiếng cổ vũ rất nhiệt tình từ các cổ động viên dành cho cả hai đội tuyển tại thao trường. Như vậy các tuyển thủ của đội tuyển Nga vẫn đang trong giai đoạn kiểm tra độ chính xác tin cậy của tuyến thi mang mặc bộ phòng hóa cá nhân. Vừa rồi tiếp tục là tình huống phất cờ đỏ từ phía trọng tài hiện trường. Lúc này thì kíp hai tuyển thủ của đội tuyển Nga cũng đã tiến hành cơ động đến chướng ngại vật lối đi bị khóa và tiến hành cưa thanh kim loại tạo lối đi. Động tác của họ cũng rất mượt mà và thuần thục. Như vậy là lối đi đã được mở. Lúc này thì kíp hai tuyển thủ của đội tuyển Việt Nam đã đến tuyến thi đấu mang tên dập lửa. Hai tuyển thủ đang rất nhanh chóng mang mặc bộ quần áo dã chiến của người lính cứu hỏa đã được chuẩn bị sẵn trên bàn theo đúng trình tự của cuộc thi. Không hề có một tín hiệu cờ đỏ nào được phất lên, cho thấy là các anh đang thực hiện các thao tác vô cùng chính xác. Và đây là hình ảnh của các tuyển thủ đội tuyển Nga, các anh đang cởi bỏ bộ trang phục hóa cá nhân. Hai tuyển thủ của đội tuyển Việt Nam đang tiếp cận tới đám cháy và sử dụng các bình cứu hỏa để dập tắt đám cháy rất nhanh chóng. Sự cẩn trọng ở đây là cần thiết, bởi theo quy chế cuộc thi, việc để đám cháy bùng lại sau khi đã dập lửa thì như vậy là sẽ là vi phạm quy chế thi và cũng bị tính vào thời gian phạt cho thành tích chung của đội tuyển. Quý khán giả và các đồng chí đang theo dõi những hình ảnh trực tiếp trong trận thi đấu giữa đội tuyển Việt Nam 1 và đội tuyển Liên bang Nga ở môn thi vùng tai nạn trong khuôn khổ thao quân sự quốc tế Army Games 2021. Chương trình truyền hình trực tiếp do kênh truyền hình quốc phòng Việt Nam thực hiện. Quý khán giả và các đồng chí cũng có thể theo dõi những diễn biến của trận thi đấu này
trên website qpvn.vn và các nền tảng mạng xã hội của chúng tôi. Như vậy là các thủy thủ tuyển Việt Nam đã rất nhanh chóng tiến đến tuyến thi đấu tiếp theo container cứu hộ. Canh phải mang theo là các con lăn gỗ cũng như các thùng gỗ chứa các mảnh kim loại. Việc phải di chuyển vật nặng trên đến thùng xe của phương tiện vận tải được thực hiện nhờ các con lăn gỗ. Và theo như chúng tôi ghi nhận thì khối lượng của vật này có thể lên đến 400 kg. Vừa rồi thì các tuyển thủ của đội tuyển Nga cũng đã hoàn thành phần thi dập lửa và tiến đến với phần thi di chuyển mô hình vật nặng. Vừa rồi là tín hiệu cờ đỏ bên phía đội tuyển Nga, có lẽ là tình huống để rơi các trang bị của lính cứu hỏa xuống dưới đất. Lúc này thì các tuyển thủ của đội tuyển Nga cũng đã nhanh chóng cơ động đến tuyến thi container cứu nạn, xin lỗi, container cứu hộ. Như vậy là các tuyển thủ tuyển Việt Nam đã đưa thành công được mô hình vật nặng vào trong thùng xe. Công việc lúc này của các anh là phải thực hiện chằng buộc mô hình vật nặng nhờ các thiết bị dây chằng đã được bố trí sẵn trong xe. Theo như quan sát của tôi thì kết thúc phần dập lửa của mình, các tuyển thủ của đội tuyển Nga đã cầm bình cứu hỏa chạy về bàn trong khi bình cứu hỏa vẫn còn đang phun. Có lẽ đó là một lỗi được trọng tài ghi nhận. Đây là những hình ảnh của các tuyển thủ đội tuyển Nga. Hai tuyển thủ đang làm nhiệm vụ di chuyển các con lăn gỗ được giải phóng lên phía trên của container cứu hộ. Cũng có thể thấy là các tuyển thủ của đội tuyển Nga có sự phối hợp rất chặt chẽ và những động tác cũng rất giàu năng lượng. Sau khi đưa các vật nặng vào trong thùng xe thì các tuyển thủ của mỗi đội cần phải gia cố bằng các dây chằng được có sẵn trong thùng xe. Theo chúng tôi quan sát, lúc này các trọng tài thực địa đang tiến hành kiểm tra độ chính xác tin cậy trong việc buộc chằng xe đối với tuyển thủ Việt Nam. Và như vậy, tín hiệu cờ trắng đã được phất lên, báo hiệu là các anh đã thực hiện các thao tác vô cùng chuẩn xác, không hề có lỗi. Lúc này thì các tuyển thủ đội Việt Nam đang thực hiện nhiệm vụ đóng các tấm chắn, chằng buộc chắc chắn, đóng cửa sau của xe, đưa xe chuyên dụng về trạng thái di chuyển. Lúc này thì trọng tài thực địa cũng đang tiến hành độ tin cậy chắc chắn trong việc trang buộc xe đối với các tuyển thủ của đội tuyển Nga. 22 phút 30 giây của cuộc thi đã trôi qua. Lúc này các tuyển thủ của đội tuyển Việt Nam cũng như các tuyển thủ của đội tuyển Liên bang Nga đang tiến hành khẩn trương trang buộc và che chắn thùng xe vận tải cũng như là xe chuyên dụng. Phía trước họ chỉ còn 3 chướng ngại vật. Xin lỗi, 3 tuyến thi, đó là đường vòng tròn, qua đường sắt và bắn súng K-59. Như vậy là các tuyển thủ của đội tuyển Việt Nam đã sẵn sàng cho tuyến thi đấu tiếp theo mang tên đường vòng tròn. Hai chiếc xe Kamaz của đội tuyển Việt Nam đang di chuyển tới tuyến thi đấu. Phía trước là xe chở vật nặng, còn có cái tên gọi khác là xe chuyên dụng. Phía sau là xe vận tải chở các tuyển thủ của đội tuyển chúng ta. Rất nhanh chóng mất cơ động, những vòng bánh xe đang đưa các tuyển thủ của đội tuyển Việt Nam cơ động đến dải địa hình có chướng ngại vật, hào nước của tuyến thi đấu đường vòng tròn với độ sâu 0,5m, chiều rộng 5m, chiều dài 20m. Lưu ý đối với các lái xe là phải dừng xe sao cho cản xe ở giữa các đường đã đánh dấu sẵn phía trước, cũng như dưới sự giám sát, chỉ đạo của các trọng tài thực địa để tránh vi phạm lỗi. Như vậy là đội tuyển Việt Nam đã vượt qua chướng ngại vật hào nước và đang cơ động tiến đến chướng ngại vật đôi với độ dài 40m. Tiếp đến chướng ngại vật thứ 3 mang tên đoạn đường bốc mô.
Sau khi vượt qua đoạn đường chướng ngại vật này thì các tuyển thủ của chúng ta phải nhanh chóng cơ động khỏi xe, dỡ các hộp bằng gỗ chứa các mảnh kim loại đặt chúng phía trước xe để tiếp đến tuyến thi đấu tiếp theo. Vừa rồi chúng ta cũng đã thấy xe chuyên dụng và xe vận tải của đội tuyển Liên bang Nga cũng đang cơ động đến rất gần ba chướng ngại vật, rãnh nước, đồi và đường bấp mô. Đây là xe của đội tuyển Nga đã băng qua rãnh nước và bắt đầu tiếp cận với chướng ngại vật đồi có chiều dài 40m. Có thể thấy các tuyển thủ của đội tuyển Nga cũng đang thi đấu với một quyết tâm cao nhất. Họ đang bám sát chúng ta từng mét đường, từng giây thi đấu. Một trận thi đấu rất kịch tính. Có thể thấy là tuyển thủ của hai đội đang tận dụng từng giây. Đã gần 26 phút trôi qua của trận đấu. Và lúc này thì phía trước của hai đội tuyển chỉ còn hai tuyến thi là toa đường sắt và bắn súng ngắn K59. Như chúng tôi quan sát thì đội tuyển Việt Nam đã đưa các thùng gỗ chứa các mảnh kim loại ra phía trước cản xe, xếp thành một hàng và sẵn sàng cơ động đến tuyến đường tiếp theo. Các tuyển thủ của đội tuyển Việt Nam đang di chuyển đến trường bắn K59. Lúc này các tuyển thủ cần phải giữ nhịp thở, sao cho ổn định để sẵn sàng cho bài thi bắn súng K59 thật là tốt. Việc phải thực hiện bài bắn sau khi thực hiện các nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn, cơ thể đang ở trạng thái động sẽ gây ra cho các anh không ít khó khăn khi thực hiện bài bắn so với khi thực hiện bài bắn ở trạng thái tĩnh. Thực tế ở hai trận thi đấu trước, đội tuyển Việt Nam 1 của chúng ta đã được tính thêm cộng thêm thời gian thi đấu do có hiệu suất tiêu diệt mục tiêu ở trường bắn súng K59 không thật sự được như mong muốn. Chúng ta cùng mong chờ các tuyển thủ của chúng ta trong trận thi đấu quan trọng này, trận thi đấu cuối cùng, sẽ có hiệu suất tiêu diệt mục tiêu cao hơn và sẽ có một chiến thuật thi đấu hiệu quả. Kíp tuyển thủ đầu tiên của đội tuyển Việt Nam đã tiến hành cơ động đến khu vực để nhận trang bị, mang mặc áo giáp cũng như mũ bảo hộ. Lúc này thì các tuyển thủ của đội tuyển Liên bang Nga cũng đã tiếp cận được trường bắn súng K59. Nhiệm vụ ở đây của mỗi tuyển thủ đó là phải bắn vào 3 mục tiêu bia ở khoảng cách 25m với cô số đạn 5 viên, 3 viên chính, 2 viên dự phòng. Vâng, như vậy là đã có những bia mục tiêu được tiêu diệt. Chúng ta liên tục nghe thấy tiếng viên đạn chạm vào mặt bia kim loại. Hiện tại đang có 3 bia mục tiêu đã bị hạ gục. Có thể thấy các tuyển thủ của tuyển Việt Nam không hề tỏ ra vội vã. Các anh đang rất bình tĩnh, chắt chiu từng viên đạn. Những băng đạn dự bị đã được nạp. Hướng số 1 và hướng số 5 đã hoàn thành xong bài thi của mình với những bia được đổ. Vâng, phía đội tuyển Liên bang Nga cũng đã bắt đầu phần bắn súng K59 của mình. Như chúng tôi quan sát tại 3 vị trí giữa của đội tuyển Việt Nam, các tuyển thủ của chúng ta vẫn chưa tiêu diệt được một mục tiêu bia nào. Chúng ta có thể thấy hiệu suất tiêu diệt mục tiêu bia của đội tuyển Nga hiện tại đang tốt hơn so với đội tuyển Việt Nam của chúng ta. Theo như quan sát của chúng tôi thì kíp số 1 của đội tuyển Việt Nam vẫn chưa kết thúc. Tuyệt vời. Kỹ
kiếp số 1 của đội tuyển Việt Nam đã kết thúc bài bắn của mình. Sau kiếp bắn đầu tiên thì đội tuyển của chúng ta đã tiêu diệt 8 trên 15 bia. Trong khi đó kết quả này đối với đội tuyển Nga là 12 trên 15 bia. Theo như quan sát của chúng tôi, chúng ta vẫn còn một kiếp số 2 nữa. Hy vọng kiếp thứ 2 của chúng ta sẽ có tâm lý thi đấu vững vàng hơn. Chúng ta hồi hộp chờ phần thi bắn súng K59 của kiếp thứ 2 đội tuyển Việt Nam 1 và kiếp thứ 2 đội tuyển Liên bang Nga. Vậy là kiếp số 1 của đội tuyển Liên bang Nga đã kết thúc bài bắn đầu tiên của mình. Họ tiêu diệt được 12 trên tổng số 15 bia mục tiêu. Đây là một thành tích bắn rất tốt. Qua đây chúng ta có thể thấy đội tuyển Nga đang có một phong độ thi đấu vô cùng ổn định. Kỹ năng bắn súng của họ đang tỏ ra là rất tốt. Lúc này thì trọng tài hiện trường cũng như người dẫn bắn đang chuẩn bị các mục tiêu bia cho kiếp bắn tiếp theo của mỗi đội tuyển. Chúng tôi hy vọng rằng kiếp bắn tiếp theo của đội tuyển Việt Nam sẽ giữ được sự bình tĩnh, tự tin, thực hiện bài bắn của mình với một kết quả tốt nhất. Như vậy là cả 30 bia mục tiêu đã sẵn sàng cho loạt bắn thứ hai của cả hai đội tuyển. Chúng ta cùng chờ xem kiếp thứ hai của hai đội tuyển Việt Nam 1 và Liên bang Nga sẽ thể hiện như thế nào trong phần bắn súng ngắn K59 này. Vậy là kiếp số 2 của hai đội tuyển đã tiếp cận tới trường bắn. Họ đang thực hiện các thao tác với các trang thiết bị, mặc bộ áo giáp cũng như mũ bảo hộ dưới sự giám sát của các trọng tài thực địa. Việc mang trang thiết bị này cũng được phải đảm bảo theo đúng quy trình. Như vậy là các cầu thủ của đội tuyển mỗi đội đã tiến hành vào vị trí sẵn sàng thực hiện bài bắn. Chúng ta đang rất hồi hộp chờ xem các tuyển thủ của đội tuyển Việt Nam 1 có cải thiện được hiệu suất tiêu diệt mục tiêu của mình trong loạt bắn này hay không. Đã có những viên đạn được bắn ra, tuy nhiên đã có những bia mục tiêu được tiêu diệt ở bên phía giải bắn của đội tuyển Liên bang Nga, và bên phía đội tuyển Việt Nam cũng đã có những bia mục tiêu được tiêu diệt. Vâng, rất thân hộp thưa quý khán giả và các đồng chí. Rất mong rằng các anh sẽ giữ được sự bình tĩnh, chắt chiu từng viên đạn, tiêu diệt bài tất cả các mục tiêu với một hiệu suất cao nhất. Hiện tại
hướng số 1, hướng số 2 và hướng số 3 của đội tuyển Việt Nam đã có những bia được hạ gục. Bên phía đội tuyển Nga thì đã có 3 hướng đã hoàn thành xong bài thi bắn súng của mình với 3 bia được hạ. Như vậy là các cầu thủ của tuyển Nga đã thực hiện xong bài bắn. Theo như quan sát của chúng tôi, họ đã tiêu diệt được 11 trên 15 mục tiêu bia. Rất nhanh chóng họ đã cởi bỏ trang bị. Như vậy là đội tuyển Nga nhanh chóng cơ động về vị trí vạch đích, hoàn thành trang thi đấu của mình. Các tuyển thủ của đội tuyển Liên bang Nga tỏ ra là những người thi đấu rất kinh nghiệm và rất chính xác trong phần thi đấu bắn súng ngắn K59. Về mặt tốc độ thi đấu, họ đã vượt lên trên đội tuyển Việt Nam của chúng ta một chút. Bây giờ đội tuyển Việt Nam của chúng ta đang cơ động ngay phía sau các tuyển thủ của đội tuyển Liên bang Nga. Có thể thấy là phần thi đã diễn ra vô cùng gay cấn, nhưng màn đọ sức vô cùng hồi hộp. Các tuyển thủ của hai đội đã có những màn bám đuổi nhau rất sát từ đầu cho đến cuối chặng thi. Nhưng tạm thời tại thời điểm này thì đội tuyển Nga đang dẫn trước đội tuyển Việt Nam một chút. Tổng hợp phần thi bắn súng thì đội tuyển Nga hạ được 23 trên 30 mục tiêu. Đội tuyển Việt Nam hạ 15 trên 30 mục tiêu. Có thể thấy đội tuyển Nga đã có thành tích hạ gục mục tiêu nhiều hơn so với đội tuyển Belarus ở chặng thi số 3 vừa rồi. Quãng đường cuối cùng tiến về vạch đích của các tuyển thủ đội tuyển Việt Nam và cả các tuyển thủ đội tuyển Liên bang Nga nữa. Cố lên các tuyển thủ của chúng ta. Những bước chạy cuối cùng của đội tuyển Việt Nam. Như vậy là tuyển thủ cuối cùng của đội tuyển Việt Nam cũng đã sắp sửa vượt qua vạch đích của cuộc thi này rồi. Xin chúc mừng các anh. Vâng, như vậy là đội tuyển Việt Nam 1 của chúng ta đã cán đích chỉ sau các tuyển thủ của đội tuyển Nga một chút thôi. Có lẽ chỉ thời gian chỉ tính bằng giây. Một lần nữa xin chúc mừng các tuyển thủ của cả hai đội tuyển đã hoàn thành phần thi đấu của mình một cách hết sức ấn tượng. Mặc dù như chúng tôi đã phân tích ban đầu, thao trường ngày hôm nay chịu sự tác động và ảnh hưởng không nhỏ từ điều kiện thời tiết, đặc biệt là sau những trận mưa lớn vào buổi sáng đã ảnh hưởng đến tốc độ thi đấu của cả hai đội tuyển. Tuy nhiên, theo những thông tin, những con số mà chúng tôi quan sát được trên màn hình thì thành tích thi đấu của hai đội là rất xuất sắc. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi giây lát để nhận được kết quả thi đấu của hai đội theo như ghi nhận tại thao trường. Vâng, cờ đỏ sao vàng đang tung bay trên thao trường Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 4 thủ đô Hà Nội. Một hình ảnh gây xúc động và tự hào đối với tất cả chúng ta. Xin chúc mừng các tuyển thủ của đội tuyển Việt Nam đã có một phần thi đấu rất nỗ lực. Các cổ động viên cũng đang chia sẻ niềm vui. Vâng, trên màn hình của chúng ta là hình ảnh của Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, người đã trực tiếp theo dõi phần thi đấu của hai đội tuyển ngay từ đầu trên khán đài. Và bây giờ Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa đang
chia sẻ niềm vui và chúc mừng các tuyển thủ của đội tuyển Việt Nam 1 đã hoàn thành xuất sắc phần thi đấu của mình trong trận thi đấu ngày hôm nay. Vâng, một hành động rất gần gũi của người chỉ huy với các tuyển thủ của đội thi Việt Nam 1. Một không khí rất tuyệt vời trên thao trường. Chúng tôi tự hào về các anh, tự hào về những gì các anh đã làm được. Và đây là hình ảnh của những cổ động viên, những người đã theo sát các tuyển thủ của đội tuyển Việt Nam ngay từ những tuyến thi đầu tiên. Họ đã cổ vũ hết sức nhiệt tình và tiếp thêm động lực, thêm niềm tin cho đội tuyển của chúng ta, cũng như tinh thần thi đấu cho cả đội bạn, đội tuyển Liên bang Nga. Chúng ta đang được lắng nghe những giai điệu của ca khúc Như Có Bác trong ngày vui đại thắng. Những ca khúc được vang lên cho một ngày rất đặc biệt, ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.